Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách gieo hạt ngò gai bằng bông nha các bạn. Trước tiên mình chuẩn bị cho mình một khay đất. Đây là những hạt bông ngò gai đó các bạn. Kế tiếp mình dùng tay mình dắt những cái hạt ngò gai này, cái bông ngò gai này đều trên cái khay đất này nha các bạn. Mình dắt cho đều. Đó, mình dắt xung quanh cái khay này. Rồi sau đó mình dùng một cái cây hoặc một chiếc đũa gì cũng được. Các bạn xớ nhẹ trên mặt đất. Xớ để cho những cái hạt ngò gai này nó lẫn ở trong đất nha các bạn. Nó đều trên cái khay này. Các bạn xớ nhẹ nhẹ trên mặt đất thôi, không cần mạnh lắm, không cần sâu nha các bạn. Xơ xơ để cho những cái hạt này nó lẫn vô trong đất. Để khi mình tưới nước á, thì những cái hạt này nó lẫn trong đất nó dễ nảy mầm hơn các bạn. Rồi sau đó mình dùng cái chai mình xịt nha. Xịt thôi, xịt ở trên vậy đó. Xịt cho nó đều, cho nó giữ độ ẩm. Rồi sau khi mình xịt xong mình kiếm một cái gì đó mình đậy lợ. Bạn dùng bất cứ cái gì cũng được, đậy lợ để mình giữ cái độ ẩm cho cái hạt nó mau nảy mầm thôi các bạn. Nó bình thường không có gì, bất cứ cái gì bạn đậy cũng được, suy miễn nó che giữ độ ẩm thôi. Rồi sau khi mình đã gieo hạt được một tuần rồi các bạn, mình cứ để bình thường ở ngoài nắng vậy thôi. Nhưng mà mình phải lấy cái đồ đậy lợ nha các bạn. Đậy lợ để cho cái độ ẩm nó không có thoát đi nhiều, nó giữ độ ẩm để cho cái hạt nó mau nảy mầm. Được một tuần thì những cây con này bắt đầu nó sẽ nảy mầm một tuần hoặc 8 ngày nha các bạn, hoặc 10 ngày không chừng, tùy theo cái thời tiết. Đây là sau khi một tuần mình đã gieo hạt rồi đó các bạn. Còn đây là bây giờ đã được 10 ngày. 10 ngày những cây con này nó sẽ đều lên rồi các bạn. Mình cũng vẫn bình thường, mình cũng vẫn để ngoài nắng, mình sáng xịt một lần, chiều xịt một lần. Giờ mình lấy đồ đậy lại. Đậy lại để cho cái ngò gai này nó không có bị trái lá nha các bạn. Tại vì những cái cây con này nếu như mình để mình không đậy lại đó, mình để ngoài nắng đó, thì nó dễ bị trái lá. Còn nếu như mình để ở trong nhà đó, nó không có độ nóng, không có độ ẩm á, nó làm cho cái đất mình nó không có ấm ấm đó, thì cái cây con này lâu nảy mầm lắm. Đây, bây giờ cây ngò gai được 10 ngày rồi đó các bạn. Hôm nay thì nó lên cũng đều. Những cái ngò gai nó được có 2 lá hoặc 3 lá rồi đó các bạn. Các bạn vẫn để ngoài nắng bình thường nha. Các bạn cứ để vậy, nhưng mà trước khi sáng bắt đầu tưới một lần, chiều tưới một lần, sau khi tưới các bạn phải đậy lợ nha. Lấy một cái gì đó đậy lợ để cho cái nắng nó bớt lại nha. Nếu không thì nó bị vàng lá đó các bạn. Đó, mình lấy cái gì cũng được, đậy lợ chừa chút xíu vậy thôi, cho có cái ánh sáng thôi, không có cần phải trực tiếp ánh nắng nó vô trực tiếp cái ngò gai thì nó dễ làm chết cây ngò gai nha các bạn. Đó, mình chỉ xịt xong rồi mình đậy sơ như vậy thôi, mình không có để trực tiếp với ánh sáng nhiều quá nha các bạn. Mình để khi trực tiếp ánh sáng nhiều quá ngò gai này nó không có chịu nắng nhiều, nó sẽ chết nha các bạn. Hey, hôm nay thì được 15 ngày rồi các bạn. Các bạn hôm nay mình được 15 ngày, mình có thể nếu mà mình cảm thấy cái ngò gai này có thể 17 hoặc 20 ngày. Khi mà nó được một cây nó được chừng 4 lá hoặc 3-4 lá rồi đó, nó hơi lớn lớn rồi các bạn. Thì các bạn có thể chiết nó ra nha, chiết nó ra trồng riêng. Các bạn có thể trồng ở trong chậu hay bất cứ chỗ nào cũng được nha các bạn. Đó, khi mình dùng cái chai này thôi, cứ sáng mình xịt một lần, chiều xịt một lần, mình cứ dùng chai mình xịt, mình không có tưới nước trực tiếp nha các bạn. Nếu tưới nước trực tiếp cái rễ ngò gai này nó không có ăn sâu các bạn. Nếu mình tưới trực tiếp nó sẽ chốc cái rễ lên, nó dễ bị chết cây con nha các bạn.
mình chỉ dùng cái chai xịt như vậy, mình chỉ xịt sơ sơ trên thôi, xịt nó có được cái độ ẩm để giữ cái cây con mình nó tươi nha các bạn. Các bạn không nên dùng cái dòi nước mà mình tưới trực tiếp lên nha. Nó sẽ chốc gốc những cái cây con này, nó làm hư nha, nó sẽ làm chết những cái cây con này. Rồi, hôm nay ngò gai mình được 18 ngày rồi các bạn. Nếu mà trong vòng 15 hoặc 17, 18 ngày gì đó mà các bạn thấy những cái cây này nó được 3-4 lá thì các bạn nên chiết nó ra nha. Tại vì trong cái cây này bây giờ nó nhiều quá rồi, nó không đủ sức để cho cái cây lớn tiếp nữa nha. Nếu các bạn để như vậy thì rất là chậm lớn, tùy bạn. Còn mình thì mình sẽ trồng ngò gai bằng thủy canh, cho nên mình chiết lên để mình trồng thủy canh. Đó, mình dùng một cái đít chai như vậy, mình khoan những cái lỗ như vậy các bạn. Rồi một cái chai như vậy thì mình cắt lấy cái đầu chai, rồi mình lật ngược lại để mình trồng theo thủy canh. Còn các bạn trồng theo chậu thì các bạn cứ chiết ra chậu nha. Còn đây là cái lưới, cái lưới để mình bỏ vô cái ly đó các bạn, rồi mình bỏ phân vào để nó giữ lại cái đất, nó không có chạy ra, nó làm dơ cái ống thủy canh của mình nha các bạn. Đây cái lưới, cái lưới này thì mình mua chỉ có khoảng một đồng mấy gì đó, thì nó được 100 cái các bạn. Đó, mình bỏ cái lưới vào cái chai như thế này. Nếu các bạn mà có trồng thủy canh thì các bạn làm bằng cách này. Sau khi mình bỏ cái lưới này vô đó, rồi mình phải bỏ cái phân nha. Đây là cái phân này các bạn mua ở đâu cũng có. Nếu các bạn sống ở Mỹ, cái phân này mua ở Home Depot hay là Lowe gì nó đều có bán nha các bạn. Một bao phân này khoảng mười mấy đồng. Cái phân này nó có cái chất dinh dưỡng giữ trong phân được tới 6 tháng nha các bạn. Các bạn trồng thí dụ trong chậu thì nó cũng được 6 tháng sau các bạn mới vô phân nha. Còn mình trồng bằng thủy canh này thì mình ít có hao phân lắm các bạn. Vì cái đầu ly này nó nhỏ lắm các bạn. Một bao này thường thường mình xài nhiều khi một năm hoặc một năm mấy, hai năm mới hết một bao này các bạn. Tại vì một ly nó chứa có chút xíu phân thôi. Mà mình trồng thí dụ như một cái ngò gai này mình trồng một năm chờ luôn các bạn. Một năm chờ mình mới thay cái đất này. Khi mà cái mùa đông tới, khi mà những cây mà nó già các bạn, nó sống không nổi đó, thì nó lên chậm đó, thì mình mới thay phân thôi. Cho nên cái bao phân này mình xài rất là lâu. Đó, mình bỏ từng ly như vậy đó các bạn. Đó, mình vô một ly đầy như vậy. Rồi sau khi mình đã bỏ phân đầy đủ trong hết mấy cái đầu chai này các bạn, trong cái ly này đó, bây giờ mình chuẩn bị cho cây con vào để mình trồng trên thủy canh nha các bạn. Đây là những cái ngò gai con các bạn, nó được 18 ngày rồi đó các bạn. Mình nó được khoảng một cây, nó khoảng chừng 3 hoặc 4 lá rồi thì mình có thể chiết ra mình trồng vô trong chậu hay bất cứ chỗ nào mà mình thích nữa các bạn. Thường một cái ly như vậy á, mình trồng 2 cây hoặc 3 cây. Mình không có trồng nhiều quá, khi mình trồng nhiều quá thì nó lớn các bạn, nó không có đủ sức rồi, nó chậm lớn hơn các bạn. Nhưng mà ngò gai á, thường nó cũng sống tốt đó, là nó nhờ giống như 2-3 cây nó dựa với nhau nó sống các bạn. Nếu các bạn trồng lẻ thì nó cũng lên, nhưng mà cái nó hơi bị chậm chút xíu các bạn. Mình không biết cái ngò gai này nó thường thường người ta trồng nó là 2-3 cây một chùm, 4-5 cây. Nếu các bạn trồng ở cái chậu thì 3-4 cây cũng được, nếu có chậu lớn tùy theo nha các bạn. Còn mình trồng bằng cái thủy canh này thì trong cái ly này đó, thường mình trồng 2-3 cây là nhiều các bạn. Đó, sau khi mình đã vô đầy đủ hết những cái cây như vậy đó thì mình để cái gốc cho nó ngay các bạn, để cái rễ nó xuống cái đất chút xíu vậy đó,
Nếu các bạn phải để nó cái dễ này nó cũng không có sâu. Các bạn chỉ để sơ sơ là được rồi, không có cần là phải sâu lắm các bạn. Chủ yếu là lấp được cái dễ nó có dưới mặt đất được rồi. Ngò gai này các bạn nên trồng ở dưới cái mái hiên nha các bạn, hoặc là ở dưới cái bóng cây, nó nửa nắng nửa mát các bạn. Các bạn không nên trồng trực tiếp ánh sáng nhiều quá, thì cái cây nó chậm lớn, cái lá nó cứng, nó làm ăn mình cũng không có ngon nha các bạn, mà nó lại chậm lớn nữa. Mình trồng ở chỗ nào mà mình cảm thấy mà nắng buổi sáng hay nắng buổi chiều cũng được, rồi trưa thì nó đừng có tiếp xúc với nắng nhiều quá. Giống như mình trồng ở dưới bóng cây, hay là những cái cây lớn mình trồng cây con nó nằm ở dưới đó các bạn. Đây là cái thùng nước để mình chứa, để mình bơm lên cái vàng thủy canh của mình đó các bạn. Mình cũng dùng nước bình thường thôi, nước từ ở cái vòi nước đi ra thôi, mình không có pha những cái chất dinh dưỡng gì hết, chỉ là cái nước bình thường các bạn, nước xài bình thường thôi. Nhưng cái nước này sau khi mình bỏ vô thùng như vậy thì mình cũng phải để cách đêm nha các bạn, cách một ngày đó, cách một ngày cho cái chất lo có trong nước nó bay hơ bớt đi, thì nó không ảnh hưởng đến cái cây con mình nhiều nha. Mình phải để cách ly nó một ngày nha, mình đừng có bơm trực tiếp lên liền đó. Sau khi qua một đêm các bạn, mình cho ngò gai lên vàng luôn nha các bạn. Đây là cái ngò gai mình đã để qua một đêm. Giờ mình cũng cho cái nước nó tưới luôn nha các bạn. Bơm lên cái vàng ống này luôn. Sau khi bơm lên vàng ống này thì cái nước nó sẽ trở ngược về cái thùng. Thì các bạn sẽ coi là cái thùng như thế nào nha các bạn. Giống như mình để ngày hôm qua là mình xài nước bình thường thôi. Mình cũng nước từ ở trong cái vòi nước da mình xài thôi. Rồi các bạn thấy không? Các bạn thấy cái thùng nó có màu vàng vàng thấy không các bạn? Mình không có bỏ cái chất dinh dưỡng gì hết đó các bạn. Tại vì trong cái phân nó khi mình tưới đó, thì cái nước nó thấm qua cái đất, nó chả ngược về cái thùng này, thì nó có cái nước màu vàng như vậy. Nếu các bạn trồng ở dưới đất á, thì cái nước này nó bị trôi đi các bạn. Còn mình trồng đây thì mình dùng cái nước này nó sẽ tưới ngược lên lại. Rồi video mình tới đây đã tạm kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký và share ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có được một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của người thân mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn lại video sau.